Cô chào tất cả các em học sinh lớp 11 của trường Trung học phổ thông Chi Lăng. Đến với tiết giảng dạy trực tuyến trên Viettel Study hôm nay của môn lịch sử lớp 11 thì do cô đảm nhận. Thì chúng ta đã kết thúc phần lịch sử thế giới hiện đại giai đoạn từ 1917 đến 1945. Hôm nay chúng ta qua phần mới là lịch sử Việt Nam. Phần 3 của chương trình lịch sử lớp 11 đó là lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858-1918. Chủ đề đầu tiên của lịch sử Việt Nam chúng ta học đó là chủ đề nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp, nhà Nguyễn đầu hàng từ 1858 đến 1884. Thì chủ đề này bao gồm nội dung của hai bài, đó là bài 19 và bài 20 trong sách giáo khoa lịch sử lớp 11 của mấy em, từ trang 106 đến trang 123. Chủ đề này chúng ta sẽ học trong 3 tiết. Được cô bố cục lại như sau. Phần lớn đầu tiên đó là phần 1 La Mã, Việt Nam từ 1858 đến 1873. Thì phần 1 La Mã này gồm có hai nội dung nhỏ kèm theo. Nội dung nhỏ thứ nhất đó là thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Nội dung thứ hai đó là nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp ở Nam Kỳ. Cái phần 1 La Mã này chúng ta học trong 2 tiết các em. Phần 2 La Mã, Việt Nam từ 1873 đến 1884. Phần 2 La Mã này gồm có 3 nội dung nhỏ. Nội dung nhỏ thứ nhất đó là thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất. Nội dung nhỏ thứ hai đó là thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kỳ lần thứ hai. Và nội dung nhỏ thứ ba đó là nhà nước phong kiến Nguyễn đầu hàng. Tiết đầu tiên chúng ta học của chủ đề này đó là phần 1 La Mã, Việt Nam từ 1858 đến 1873. Một nhỏ, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Trước khi tìm hiểu thực dân Pháp xâm lược Việt Nam như thế nào thì cái việc đầu tiên chúng ta cần tìm đó là tình hình Việt Nam trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, tức là trước năm 1858 thì tình hình lúc đó của nước ta như thế nào. Sách giáo khoa trang 106, 107, mấy em nhìn vào ha, để mấy em tìm thôi. Trước khi bị thực dân Pháp xâm lược thì chúng ta cần khẳng định một điều, đó là Việt Nam vào giữa thế kỷ 19 là một quốc gia phong kiến độc lập có chủ quyền. Quốc gia phong kiến này đặt dưới sự cai trị của triều đình nhà Nguyễn. Tuy nhiên, cái quốc gia phong kiến này với cái chế độ là có những biểu hiện khủng hoảng suy yếu. Những cái biểu hiện khủng hoảng suy yếu đó thể hiện ở những điểm nào? Đầu tiên là về nông nghiệp. Nông nghiệp thì chúng ta thấy là thời điểm đó đất nước ta là nông nghiệp bị sa sút, là do cái tình trạng dân lưu tán, rồi đê điều không được chăm sóc, mất mùa đói kém xảy ra liên miên. Bên cạnh nông nghiệp thì công thương nghiệp thì bị đình đốn, ngoại thương thì nhà nước nắm độc quyền, còn ngoại thương thì triều đình nhà Nguyễn lại thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng, tức là ngăn đóng cửa hầu như phần lớn các cảng biển lớn của nước ta, không cho cái thương nhân nước ngoài vào nước ta để mà giao thương. Thì tình trạng đó khiến nước ta bị cô lập với thế giới bên ngoài. Ngoài ra về quân sự của nước ta thời điểm này thì vô cùng lạc hậu. Bên cạnh đó, chính sách cấm đạo của nhà Nguyễn đã làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc. Nhà Nguyễn đã tiến hành cho bắt bớ những người mà đi truyền đạo, kể cả những người theo đạo luôn, cấm họ không được theo. Cái đạo mà nhà Nguyễn cấm đó là đạo Kitô, hay còn gọi là Gia Tô, hay còn gọi là đạo Thiên Chúa. Chính vì cái chính sách đó đã làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc, và cũng chính vì chính sách đó đã tạo kẽ hở cho kẻ thù lợi dụng lấy đó làm cái cớ để tiến hành làm này làm kia đối với đất nước Việt Nam chúng ta. Đời sống nhân dân như của nước ta đó là thời điểm đó vô cùng khó khăn, dẫn đến có nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra. Tiêu biểu thời điểm đó có một số cuộc khởi nghĩa của những người như là Phan Bá Vành nổi dậy ở Nam Định, Thái Bình, của ông Lê Di Lương hay là của ông Lê Văn Khôi, ông Nông, vân vân. Và chính vì những cái biểu hiện khủng hoảng suy yếu này của đất nước ta
đã làm cho Việt Nam, cũng giống như là hầu hết các nước phong kiến khác ở châu Á, trở thành đối tượng xâm lược của các nước thực dân phương Tây. Và trong số các nước thực dân phương Tây dòm ngó tới Việt Nam thì trong đó có nước Pháp. Như vậy Pháp đã làm gì để có thể là tiến đánh và xâm lược nước ta? Thì mấy em sang phần B nhỏ, thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam. Thực dân Pháp chuẩn bị như thế nào? Sách giáo khoa trang 107, 108. Mấy em xem thì mấy em sẽ thấy rõ được điều đó. Thì phần này giảm tải cho nên là có gì mấy em đọc thêm sách giáo khoa nha. Sau khi chuẩn bị xong xuôi đâu đó rồi thì Pháp tìm cái cớ để tấn công Việt Nam chúng ta. Vậy cái cớ Pháp đưa ra để tiến hành đưa quân vào xâm lược Việt Nam đó là gì? Pháp cho rằng đó là Việt Nam, và tiêu biểu là đại diện là triều đình nhà Ngụy, đã bắt một số giáo sĩ của họ bắt giữ, và trong một số giáo sĩ đó là cũng có những người là bị triều đình nhà Nguyễn là sát hại. Cho nên là Pháp phải đưa quân vào để mà can thiệp. Thì song song với Pháp có một nước khác đó là Tây Ban Nha, cũng lấy cái cớ đó và đề nghị Pháp liên minh với Pháp, cùng với Pháp tấn công nước ta. Thì nước Tây Ban Nha cùng với Pháp đã tiến hành chuẩn bị xâm lược nước ta như thế nào? Và khi mà tiến hành xâm lược Việt Nam chúng ta thì Pháp và Tây Ban Nha đã chọn nơi nào là nơi tấn công đầu tiên? Để biết được điều đó thì mấy em sang phần C nhỏ, ghi tiêu đề C nhỏ vô. Chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858. Với tên của tiêu đề như vậy thì mấy em cũng thấy được rằng đó là nơi Pháp chọn đầu tiên để tấn công Việt Nam đó là Đà Nẵng, và tiến hành xâm lược vào năm 1850-58. Triều đình nhà Nguyễn nước ta thời điểm đó là đặt ở Huế. Vậy tại sao Pháp và Tây Ban Nha không chọn là tấn công thẳng vào Huế mà lại chọn Đà Nẵng để tấn công? Điều gì cũng có lý do của nó. Có 4 lý do sau đây. Lý do thứ nhất để Pháp chọn Đà Nẵng đó là do Đà Nẵng có cảng biển vừa sâu và vừa rộng, dễ dàng có thể cho tàu chiến của Pháp cũng như của Tây Ban Nha ra vào một cách dễ dàng. Lý do thứ hai đó là Đà Nẵng gần với Huế. Nếu chiếm được Đà Nẵng thì có thể lấy bằng Đà Nẵng làm bàn đạp để tấn công ra Huế, để thực hiện cái âm mưu, cái kế hoạch của Pháp đó là nhanh, thắng nhanh. Lý do thứ ba là Đà Nẵng có đông giáo sĩ, giáo dân. Thì khi vào đây rồi thì các giáo sĩ, giáo dân này có thể tiếp tay cho Pháp cũng như tiếp tay cho Tây Ban Nha. Và lý do thứ tư đó là Đà Nẵng có đường giao thông thuận lợi, nằm trên đường Thiên Lý Bắc Nam, thì có thể chiếm được Đà Nẵng xong rồi lấy đó làm căn cứ, là bàn đạp để tấn công qua rồi thì cả Lào luôn, để chiếm Lào, xâm lược Lào. Vậy chiến sự ở Đà Nẵng diễn ra như thế nào? Vào ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp, Tây Ban Nha nổ súng và đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng. Với sự xâm lược đó thì quân dân ta, trong đó có quân triều đình và kể cả nhân dân luôn, cùng phối hợp đã thực hiện chiến lược vườn không nhà trống. Với chiến lược vườn không nhà trống này đã gây cho Pháp, kể cả Tây Ban Nha, gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy quân Pháp và Tây Ban Nha đã bị cầm chân suốt 5 tháng trên bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng. Đó là khi đến bán đảo Sơn Trà thì phải vào Đà Nẵng nữa, nhưng mà không vào được Đà Nẵng, bị cầm chân ở trên đó suốt 5 tháng. Chính vì bị cầm chân suốt 5 tháng cho nên là âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp đã bước đầu bị thất bại. Tôi cho mấy em xem một số hình ảnh. Hình ảnh đầu tiên đó là hình ảnh nói về liên quân của Pháp và Tây Ban Nha nổ súng lên bán đảo Sơn Trà. Đó là vào ngày 1 tháng 9 thì Pháp và Tây Ban Nha mới gửi tối hậu thư cho triều đình. Nhưng mà chưa hết hạn trả lời nữa thì Pháp và Tây Ban Nha làm từ thực chiến của mình đã nổ súng bắn lên bán đảo Sơn Trà, báo hiệu đó là tấn công.
sau khi nổ súng rồi báo hiệu là tấn công rồi, thì Liên quân Pháp và Tây Ban Nha mới cho quân của mình xuống cái thuyền nhỏ, từ thuyền lớn xuống thuyền nhỏ để mà đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà. Đây hình ảnh kéo quân lên bán đảo, cấp sát rồi kéo quân lên bán đảo Sơn Trà. Tiếp theo cho mấy em xem cái sơ lược về cái lược đồ về chiến trường ở Đà Nẵng năm 1858. Mấy em nhìn trên lược đồ thì mấy em thấy là mũi tên màu xanh thẳm xanh nhạt á là của Liên quân Pháp Tây Ban Nha, còn màu xanh đậm không là của Pháp nha mấy em. Còn màu màu cam này kia đó, sọc 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 đây là chiến lĩ, mũi tên màu cam là cái hướng tấn công của chúng ta. Thì khi mà đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà, lên đây được rồi, chiếm được bán đảo Sơn Trà rồi, Pháp và Tây Ban Nha mới đưa quân vô Đà Nẵng. Nhưng mà lúc này triều đình đã cử cái tướng Nguyễn Tri Phương vào chiến trường Đà Nẵng để mà hỗ trợ. Thì tướng Nguyễn Tri Phương vào Đà Nẵng rồi tiến hành đó là xây lũy, đắp thành để ngăn từ bán đảo Sơn Trà vào Đà Nẵng, rồi dựng thêm chiến lũy, đây là đắp thành là dựng thêm chiến lũy này kia ha, chướng ngại vật này kia để ngăn quân Pháp và Tây Ban Nha vào Đà Nẵng. Và khi mà quân Pháp Tây Ban Nha mà tiến công vào Đà Nẵng bị quân ta đánh bạc trở ra, cứ thế bị đánh bạc ra và nó bị giam chân ở bán đảo Sơn Trà suốt 5 tháng luôn. Hình ảnh tiếp theo để mấy em xem mấy em dễ hình dung hơn. Ở đây là tường thành nè, chúng ta đắp. Khi mà quân Pháp Tây Ban Nha leo lên cái thì sao, bị chúng ta đánh bắt đầu lui xuống bị giam chân ở bán đảo Sơn Trà. Và khi mà bị giam chân ở bán đảo Sơn Trà 5 tháng như vậy thì Tây Ban Nha mới thối lui, nói thôi bây giờ tôi rút quân, thì chỉ còn lại quân Pháp ở lại. Và Pháp có tiếp tục cái cuộc chiến tranh để xâm lược Việt Nam nữa hay là không? Chắc chắn một điều đó là cái gì, cô và mấy em đều có chung câu trả lời, đó là không có thối lui mà quyết định tiếp tục cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Như vậy khi mà thất bại ở trận Đà Nẵng thì Pháp có âm mưu gì tiếp theo? Nó sẽ ở tiếp Đà Nẵng hay nó quay qua nó tìm một nơi khác để nó tấn công, để thực hiện cái âm mưu đánh nhanh thắng nhanh, để chiếm nhanh nhanh Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp? Thì chúng ta qua phần tiếp theo để tìm hiểu. Mấy em ghi tiêu đề hai nhỏ vô: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp ở Nam Kỳ. Phần hai nhỏ này nằm ở sách giáo khoa trang 109 10 nha. Phần A nhỏ, kháng chiến ở gia đình. Trang 109, 110. Nhìn cái tiêu đề là chúng ta đã biết khi thất bại ở Đà Nẵng, hướng tấn công tiếp theo là Pháp chuyển hướng vào gia đình, tức là Nam Kỳ của chúng ta thời điểm đó. Vậy tại sao Pháp lại chọn gia đình là nơi tiếp theo để tấn công sau khi thất bại ở Đà Nẵng? Thì lý do nó rõ ràng trong sách giáo khoa trang 109 của mấy em mới có nhiều, có hai lý do lớn. Lý do lớn thứ nhất đó là gia đình cũng như Nam Kỳ chúng ta thời điểm đó là vựa lúa của Việt Nam. Nếu mà chiếm được gia đình, chiếm được Nam Kỳ thì lúc đó Pháp sẽ ngăn và cắt đi cái đường tiếp tế lương thực của gia đình và Nam Kỳ cho triều đình Huế. Lý do lớn thứ hai đó là gia đình có đường giao thông, đường thủy rất là thuận lợi. Nếu chiếm được gia đình rồi thì có thể là đi sang để chiếm Campuchia luôn. Chiếm luôn Campuchia xong rồi thì có thể làm chủ được lưu vực sông Mekong. Chính vì những lý do đó cho nên là Pháp quyết định chọn gia đình là nơi thứ hai để tấn công sau khi thất bại ở Đà Nẵng. Như vậy thời gian Pháp tiến hành tấn công như thế nào? Vào ngày 9 tháng 2 năm 1859, hạm đội Pháp tới Vũng Tàu theo sông Cần Giờ lên Sài Gòn. Đây hình ảnh để mấy em xem hạm đội của Pháp hay tới Vũng Tàu. Tới Vũng Tàu thì có đường đi vô là Cần Giờ ha,
ngày 9 tháng 2 năm 1859 là xuất phát tới Vũng Tàu theo sông Cần Giờ, đây lên Sài Gòn chuẩn bị cập bến. Tuy nhiên dọc đường đi thì do vấp phải sự chống cự quyết liệt của quân dân ta nên mãi tới ngày 16 tháng 2 năm 1859 Pháp mới tới được Gia Định. Khi tới được Gia Định thì Pháp làm gì tiếp theo? Đó là ngày hôm sau, ngày 17 tháng 2 năm 1859, chúng nổ súng đánh thành Gia Định. Đây là hình ảnh quân Pháp nổ súng tấn công thành Gia Định em. Đây là quân Pháp không em, nhìn đây toàn thấy là quân Pháp không? Tấn công lên, rồi xong là lên tới mặt thành, bắt đầu có cầm theo cờ Pháp nè. Để khi tới đâu rồi? Tấn công kiểu đó. Khi nổ súng đánh thành Gia Định thì nhanh chóng quân triều đình ở trong thành tan rã. Khi quân triều đình tan rã thì coi như thành Gia Định Pháp đã chiếm được rồi, thì Pháp vào đó Pháp ở. Thì trái ngược lại với sự tan rã nhanh chóng của quân triều đình đó, thì các đội dân binh của chúng ta, các đội dân binh là bao gồm cả dân thường, các đội ứng nghĩa binh, là các nghĩa binh này kia là mới xuất hiện này kia đó, thì các đội dân binh chiến đấu rất là dũng cảm, ban ngày cũng như ban đêm là họ tìm cách là tấn công quấy rối quân Pháp, gây cho quân Pháp rất nhiều khó khăn và hoang mang. Pháp sợ đến nỗi là ăn không ngon ngủ không yên, cho nên là chúng quyết định thôi thì tôi không ở trong thành nữa, ở trong đây là không không lúc nào yên nghỉ được hết trơn, cho nên là quyết định cho đặt bom để phá thành Gia Định. Và khi thành Gia Định bị phá rồi, quân Pháp thà rút xuống thuyền của họ để ở neo giữa lòng sông để ở mà yên tâm hơn là ở trong thành Gia Định. Và cũng chính vì điều đó cho nên là gì, cái kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp là bị thất bại, buộc chúng phải chuyển sang kế hoạch chinh phục từng gói nhỏ đối với ta. Ta ghi đó vô. Các đội dân binh chiến đấu rất dũng cảm, gây cho Pháp nhiều khó khăn, buộc chúng phải chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang kế hoạch chinh phục từng gói nhỏ đối với ta. Cái khó khăn kế tiếp của Pháp gặp phải khi tấn công Gia Định nữa là vào đầu năm 1860 thì Pháp gặp nhiều khó khăn ở chiến trường Trung Quốc và Italia, cho nên là buộc phải rút hết quân ở Đà Nẵng vào Gia Định. Rồi từ đó là quân ở Gia Định có rồi, bắt đầu điều động quân ở Gia Định của Việt Nam mình nó sang để hỗ trợ cho chiến trường Trung Quốc. Là Pháp điều động quân sang chiến trường Trung Quốc, tức là phải chia sẻ quân đó, chỉ để lại một lực lượng nhỏ ở Gia Định. Lực lượng nhỏ này trong sách giáo khoa của mấy em cũng có nêu đó ha. Lực lượng nhỏ này chỉ có là 1.000 quân thôi, mà phải rải ra để canh giữ 10 cây số, là 10 km. Tức là lực lượng rất mỏng. Tuy nhiên trái ngược lại cái sự lực lượng rất mỏng đó, thì cũng vào đầu tháng 3, tức là vào tháng 3 năm 1860, thì tướng Nguyễn Tri Phương lại một lần nữa được triều đình nhà Nguyễn cử vào để hỗ trợ cho mặt trận Gia Định. Nguyễn Tri Phương khi mà được cử vào Gia Định thì ông chỉ chú trọng cho xây dựng đại đồn Chí Hòa. Đại đồn Chí Hòa đó ông xây dựng thật là kiên cố, thật là lớn. Quân trong đó được quy động về, được chi viện về rất đông. Vũ khí phương tiện chiến tranh được đầu tư trang cấp cho rất nhiều. Tuy nhiên với cái số lượng quân đông từ 10.000 đến 12.000 quân như vậy mà Nguyễn Tri Phương lại không chủ động đưa đi tấn công cái quân Pháp đang có ở Gia Định, mà chỉ là ở cái thế là phòng thủ mà thôi. Chính vì vậy cái cơ hội tiêu diệt quân Pháp qua đi một cách nhanh chóng. Quân Pháp thời điểm đó mấy em, đó là chỉ có 1.000 quân, luôn luôn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ở bên chiến tuyến của chúng ta đó là gì, quân số đông như vậy Pháp lo sợ sẽ bị tấn công, nhưng mà ngồi chờ hoài là không thấy ai tấn công, cho nên là thời gian cứ trôi đi, cho cơ hội tiêu diệt quân Pháp qua đi nhanh chóng. Cho mấy em xem thêm một số cái hình ảnh. Đây là cái bản đồ để xây dựng đại đồn Chí Hòa, mấy em nhìn rất rộng.
Đây là cái đường nâu nâu cô chỉ, xám xám cô chỉ này là cái tường thành. Đồng chí Hòa, này có lô cốt, này có lô cốt để theo dõi từ xa. Phía ngoài này còn xây dựng thêm nhiều cái hầm hố này kia, cái chướng ngại vật này kia để mà chặn quân Pháp. Đây là những cái chướng ngại vật, hầm hố này kia nè, để chặn quân Pháp khi mà tấn công vô thì vừa đụng phải những chướng ngại vật này thì trong này là quân ta kịp chuẩn bị để phản công lại. Nhìn cái bản đồ mấy em khó hình dung không? Đây, này nhìn hình ảnh. Đây cô lấy cái hình ảnh là Pháp tấn công lại đồn Chí Hòa để mấy em mường tượng ra chút xíu. Đây là sát cái bức ảnh của ta, là đại đồn Chí Hòa. Đây ảnh là quân Pháp tấn công, khi mà để vô được đại đồn Chí Hòa là quân Pháp phải vượt qua những chướng ngại vật. Đây là những cái hào, những cái hào rất sâu, dưới này là có trong. À, mà đi qua đây thì mà rớt xuống thì sẽ bị thương, có khi bị chết luôn. Phải vượt qua mà leo lên chỗ cao chỗ này nè, là chỗ này là Nguyễn Tri Phương cho là trồng nhiều cái loại cây leo mà có gai to, mà leo lên là tự phá không cũng mất thời gian. Leo qua được này, qua một cái hầm hố này nữa rồi mới vô được đại đồn chí chí Hòa để mà có thể tấn công. Mà nhìn Pháp đông ghê, đây là lính được trang bị nè, lính thời Nguyễn trang bị ở Gia Định. Vũ khí gồm có gươm, dao găm, súng dài, súng thần công, loại cầm tay hoặc là kéo theo cũng được. Đây là súng dài, súng thần công. Đây súng thần công lớn, xe đẩy đẩy đi mới được. Súng thần công lớn này sử dụng loại đạn này đây. Mỗi một viên vậy đó, để vô bắn xong rồi để viên khác vô. Thì vũ khí trang bị rất là nhiều, lính cũng rất là đông. Thì ngồi ở đó chờ quân Pháp tấn công mình mới phản công lại. Như vậy với cái sự kiên cố của đại đồn Chí Hòa vậy, có chống trả lại được với sự tấn công của quân Pháp khi mà Pháp đã xong ở chiến trường Trung Quốc về hay là không? Thì tiết sau chúng ta sẽ tìm hiểu. Tiết này chúng ta ngưng lại đây ha. Tiết học này có những cái nội dung chúng ta cần nắm đây. Nội dung thứ nhất ta cần nắm đó là trước khi bị thực dân Pháp xâm lược thì tình hình Việt Nam chúng ta lúc đó như thế nào? Xét về kinh tế, về quân sự, chính sách đối ngoại, đối nội. Ha. Rồi nội dung thứ hai chúng ta cần nắm đó là khi tiến hành xâm lược Việt Nam thì Pháp chọn những nơi nào để tấn công? Chúng ta học rồi chúng ta biết đó, nơi đầu tiên Pháp chọn là Đà Nẵng, sau đó là Gia Định. Thì chọn nơi nào đi chăng nữa thì nó cũng có lý do của nó để chọn, và những nơi đó chiến sự diễn ra như thế nào. Nên chúng ta nắm hai nội dung đó thì tiết này chúng ta kết thúc ở đây. Cô chào tất cả các em.